Chào các bạn nha, rất vui được gặp lại các bạn ở video tiếp theo trên channel Tân TV. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn tạo một cái trend rất là hot ở trên TikTok, là cái trend ảnh nền đen trôi có kèm theo hiệu ứng rất là đẹp, được nhiều bạn đang sử dụng. Thì nếu bạn quan tâm thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách edit cái trend đó ngay ở trên cái điện thoại và trên app CapCut mà các bạn hay sử dụng nhé. Rồi, ok, bắt đầu. Chào các bạn nha. Video ngày hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn cho bạn tạo một cái trend, đó là cái trend nền đen trôi, ảnh nền đen trôi. Đây các bạn có thể xem thử cái video mình edit sẵn cái mẫu đó cho các bạn nhé. Cái hiệu ứng này, Dober này, Exposure đó. Được chưa? Nền đen trôi nhá. Đấy, rất là ok. Thì hiện tại thì nếu bạn nào mà quan tâm thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách edit cái trend này nhá. Ok, thì đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách tải cái app CapCut. Những bạn nào mà chưa biết cách tải CapCut thì các bạn sẽ lên cửa hàng, các bạn gõ CapCut rồi các bạn tải về nhé. Mình sẽ hướng dẫn cho bạn tạo cái trend này ở trên cái app CapCut. CapCut này thì chỉnh sửa video rất là quen thuộc đối với những cái bạn nào mà hay dùng cái app này để chỉnh sửa video và chỉnh sửa ảnh đó. Đấy, thì các bạn tải về trước cho mình nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái tấm ảnh nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái tấm ảnh này đó, và một cái video có chữ, có cái nền đen nhé, nền đen trôi. Thì mình sẽ để cái video trên cho các bạn tải xuống ở trong cái phần mô tả nhé. Đó, sau khi các bạn chuẩn bị hai cái bức ảnh này thì các bạn sẽ vào cho mình cái app CapCut nhé. Rồi sau đó các bạn chọn cho mình là thêm dự án mới nhé, thêm dự án mới. Sau đó các bạn click vào, các bạn chọn phần hình ảnh nhé. Đây mình sẽ thêm cái bức ảnh này mình chuẩn bị vào đó. Đấy là cái bức ảnh mà mình thêm nhé. Các bạn có thể kéo cái bức ảnh này, các bạn click vào, các bạn kéo cho nó dài ra một chút, các bạn kéo dài ra một chút cũng được, hoặc là các bạn đợi một chút, các bạn thêm cái phần nền nền xanh vào, nền đen vào nhé, thì nó sẽ có độ dài tương ứng với cái video đó, rơi khoảng 10 giây nhé. Rồi tiếp theo các bạn sẽ click vào cho mình, các bạn chọn cho mình là đây, các bạn chọn cho mình đây. Các bạn chọn cho mình là thêm lớp phủ nhé. Đây, lớp phủ này. Các bạn chọn cho mình là lớp phủ nhé. Các bạn chọn thêm lớp phủ. Đấy, thêm lớp phủ. Các bạn click vào thêm lớp phủ và các bạn chọn cái video các bạn tải về nhé. Đó, thì mình vừa thêm cái video mình tải về đây, các bạn nhìn chưa? Đó. Thì ở đây thì các bạn sẽ kéo cái bức ảnh này, kéo cái bức ảnh này lên cho nó bằng cái video này nhé. Cho nó cân bằng nhé. Đấy. Đó. Các bạn kéo tầm tầm đấy nhé cho nó cân bằng đó, các bạn căn sao là nó cân bằng là được đó, không cần thiết phải chuẩn xác lắm đâu. Rồi thì bây giờ cái bức ảnh của mình nó đang không tương xứng với cái khung của cái nền xanh, thì các bạn sẽ chọn vào bức ảnh và các bạn chọn cho mình cái đây, các bạn chọn thoát ra và các bạn chọn cho mình cái định dạng này. Định dạng các bạn chọn cho mình là 96 đó, 96. Rồi các bạn sẽ kéo ra, các bạn kéo cho nó đó, các bạn cho kéo cho nó phù hợp với cái định dạng nhé. Rồi vậy là xong nhé. Đó đây, đó đấy là bước đầu tiên nhé. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ chọn xuống cái phần là cái phần tẹp khung xanh ở bên dưới nhé. Các bạn kéo và các bạn chọn đến cho mình cái phần là đây, phông xanh này. Các bạn nhìn thấy phần phông xanh nhé, các bạn click vào. Sau khi các bạn click vào thì các bạn sẽ đưa cái con hình tròn này, các bạn đưa lên phía trên này đó, và các bạn nhìn thấy nó có cái phần là cường độ này. Đó, cường độ thì các bạn sẽ chọn lên cho mình nhé, các bạn chọn lên cho mình căn căn nhé. Đó, căn căn nó rơi vào khoảng, các bạn để 30 trước nhé, và độ bóng này, độ bóng nhé các bạn. Đấy, các bạn cho nó đậm cũng được, tạm thời vậy nhé. Đấy. Ok. Rồi bức ảnh thì các bạn sẽ cho. Rồi bức ảnh các bạn cho to lên một chút. Đấy. Cái phông xanh này các bạn cũng cho nó định dạng là 96. À rồi, phông xanh là 96 rồi nhá. Rồi ok. Đấy, các bạn có thể kéo cho nó bằng cái ảnh luôn cho nó đẹp nhé. Rồi, đó thì bây giờ mình sẽ chạy thử nhé. Các bạn, ở đây nó có tiếng nhé, mình sẽ chạy không tiếng. Đó.
rồi có thể là nó cái phần loang nó chưa, cái phần loang nó chưa 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 có nha, các bạn cho độ bóng lên một chút. Đó, các bạn cho độ bóng lên một chút nhé. Thì cái các bạn sẽ nhìn thấy cái phần loang này. Đó, ok chưa? Đấy. Rồi, chạy thử nha. Đó. Rồi thì bây giờ các bạn có thể thêm cái những cái hiệu ứng mà các bạn tùy thích nhé. Ví dụ như các bạn bắt đầu từ chỗ loang này này, đó, bắt đầu từ đoạn này nổ loang nhé. Đấy, các bạn có thể chọn đến cái mức này, các bạn sẽ chọn là cho mình hiệu ứng nhé. Đây, các bạn chọn cho mình cái phần hiệu ứng này. Đó, hiệu ứng này. Đây thì có rất nhiều cái hiệu ứng đẹp để các bạn tùy theo các bạn nhé. Ví dụ đây là đang thịnh hành này, các bạn sẽ chọn những cái hoặc là cơ bản này, không khí này, tình yêu này, các bạn chọn chọn, chọn tình yêu cũng được. Đấy. Đây ví dụ mình chọn là một cái tình yêu đi nhá. Cái tình yêu cho nó đúng chủ đề nhá. Đây mình chọn cái trái tim này đi. À, thôi, cái này nó rõ quá. Thử cái này coi. Đó. Cái việc hợp lý đấy các bạn dấu tích nhé. Và các bạn sẽ chọn tùy theo các bạn nhé, các bạn có thể chọn đến cuối video cũng được. Còn cuối video đi. Mình cho nó chạy đến cuối video luôn. Cho nó đẹp. Các bạn có thể xóa cái phần CapCut này đi. Đó. Đó. Đây, chạy thử nhé. Rồi, đó. Hoặc đến đoạn này các bạn có thể thêm một số những cái hiệu ứng khác, các bạn chọn thêm hiệu ứng tiếp này. Chương trình cũng truyền hình này hoặc là tạo bóng này, tạo bóng này, mình thử cái tạo bóng này. Thử cái này cho. Nói chung là cái này các bạn thích cái nào cũng được nhé. Các bạn chọn cái nào nó đẹp đối với các bạn thì các bạn có thể chọn. Ồ, mình thấy cái này cũng thử lại cái này xem. Đó. Rồi. Thôi mình chọn cái đấy đi, mất thời gian quá. Đó. Thì cái này các bạn có thể chỉnh nó ở tầm gần cuối nhé. Đây, các bạn có thể xem lại nhé. Đó. Đó, chạy đến này, gần cuối video này. Rồi. Thì đấy thì nó cũng chỉ như thế thôi. Đó, vì chủ yếu các bạn thêm cái phần phông xanh vào nhá, cái nền đen này, đó. Các bạn nhớ đào ở bên dưới cái phần mô tả nhá. Rồi giờ các bạn chỉ việc xuất thôi, các bạn chọn một mũi tên này, các bạn chọn xuất ra. Đấy, xuất này. Đó. Xuất xong thì bây giờ các bạn sẽ đăng lên TikTok như bình thường nhá. Đăng TikTok thì mình sẽ không hướng dẫn nhiều nữa. Và công việc đăng TikTok thì cũng rất đơn giản rồi. Và các bạn lưu ý là cái video này nó có nhạc rồi nhé. Các bạn nếu mà muốn thêm nhạc khác thì các bạn sẽ tắt cái âm thanh gốc đi. Nếu các bạn vào đăng TikTok thì các bạn tắt âm thanh gốc, thì các bạn thêm cái âm thanh các bạn thích vào nhé. Rồi, nếu các bạn thấy hay, đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tới của mình.